Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách trải nghiệm cận tử. Cái chết thường là vấn đề kiêng kỵ ít khi được nhắc đến, nhưng không ai trong chúng ta có thể trốn tránh được quy luật của tự nhiên rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này. Hãy để trải nghiệm cận tử giúp bạn khám phá những trải nghiệm tâm linh liên quan đến sự sống và cái chết. Lý do nên chọn cuốn sách này. Sự liên kết giữa vạn vật khiến cuộc sống của chúng ta trở nên rất kỳ diệu. Hiện nay khoa học ngày càng phát triển nhưng vẫn chưa có những câu trả lời rõ ràng về các trải nghiệm tâm linh như trải nghiệm cận tử, trải nghiệm thoát xác hay trải nghiệm chuyển hóa tâm linh. Giờ đây khi cầm trên tay cuốn sách trải nghiệm cận tử, bạn hoàn toàn có thể khám phá sự hữu hạn của cuộc đời, ý thức về bản thân, cũng như khảo sát những niềm tin tâm linh và cách chúng ta hình thành nên chúng. Giới thiệu về tác giả. Tiến sĩ Ten Nishitoji là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về NDE, trải nghiệm cận tử. Người có quan điểm độc đáo về hiện tượng này nhờ vào nghiên cứu của bà trong vai trò hộ lý phòng chăm sóc đặc biệt gần 20 năm. Trong suốt thời gian này, bà đã tham gia vào công tác nghiên cứu dài hạn đầu tiên tại Anh Quốc về NDE, trải nghiệm cận tử, phỏng vấn các bệnh nhân mà bà chăm sóc và được trao học vị tiến sĩ cho nghiên cứu của mình vào năm 2005. Bà tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy về NDE, trải nghiệm cận tử trên khắp thế giới và hiện công tác tại Đại học Swansea. Cảm nhận về sách. NDE, trải nghiệm cận tử là gì? NDE thường xảy ngẫu nhiên và bất chợt khi cá nhân thật sự tiệm cận với cái chết hay ở trong một tình huống đe dọa đến tính mạng. Danh sách tóm tắt những kết quả tìm kiếm của Moody về các đặc điểm chung nhất của NDE. Nghe tin mình đang cận kề cái chết, đang hấp hối. Nghe tiếng nhiễu loạn. Có trải nghiệm thoát xác, OBE. Trải nghiệm sự an nhiên và bình thản. Đi qua một đường hầm tối. Nhìn thấy ánh sáng chói lóa. Đi vào một cõi khác. Gặp gỡ những người đã khuất. Gặp gỡ thực thể ánh sáng. Đối thoại phi ngôn từ. Hồi tưởng về cuộc sống đã qua. Trải qua cảm giác đồng nhất hoặc hòa hợp. Trải nghiệm sự bóp méo thời gian. Đến gần một đường giáp danh hoặc một nơi không thể quay về. Bị trả về cuộc sống. NDE, trải nghiệm cận tử có đau đớn không? Với hơn 21 năm làm nghề hộ lý, cùng hơn 20 năm nghiên cứu về trải nghiệm cận tử về những câu chuyện có thật, Dr. Penny Satori cho biết không có chứng cứ vì sao một số người trải qua các NDE dễ chịu còn một số khác thì không. Ví dụ, một số sự tấn công gây nguy hiểm hoặc hành vi cố ý tự sát, bản thân chúng đầy ắp những cảm xúc tiêu cực sẽ dẫn đến các NDE đau đớn. Tác giả cho hay có một số người cô phỏng vấn không thể thuật lại NDE bởi những ám ảnh cảm giác đau đớn mà họ phải trải qua là quá lớn. Ai đã trải qua NDE và NDE diễn ra trong những hoàn cảnh nào? Nghiên cứu cho thấy bất cứ ai cũng có thể trải qua NDE, mọi người thuộc mọi tầng lớp, văn hóa, nghề nghiệp, vùng địa lý và học vấn. Thậm chí là trẻ em ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể trải qua NDE. Tùy vào văn hóa và khu vực địa lý mà mỗi nơi trên thế giới đều có những trải nghiệm cận tử khác nhau. Hoặc những trải nghiệm này sẽ giống nhau như một số quốc gia Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ có những ảnh hưởng mạnh mẽ của Phật giáo. Những người lớn trải qua NDE thường trông thấy người đã khuất. Trẻ em cũng thường kể lại chúng gặp những người họ hàng còn sống. Có lẽ vì chúng có ít hiểu biết hơn về cái chết trong cuộc sống non trẻ của mình so với người lớn. Cuối cùng, việc gặp lại những thú cưng đã chết dường như phổ biến hơn ở các NDE của trẻ em. Dù rằng những NDE của những người lớn cũng có gặp lại những thú cưng đã chết. NDE mang lại những giá trị nào cho những người đã trải qua? Với những người đã từng trải qua NDE, một số người lúc trước không có một chút kiến thức hay thậm chí là tin vào tâm linh thì sau khi trải qua, họ lại có niềm tin rất lớn vào tâm linh, nhận ra sự liên kết giữa vạn vật trên thế gian này. Một số khác sau khi trải qua thì lại thay đổi góc nhìn, cách sống, họ không còn sợ hãi trước cái chết. Hầu hết là họ chọn cho mình những lối sống rời xa vật chất và trân trọng sự sống hơn bao giờ hết, thay đổi nhận thức, cách đối xử với những người xung quanh. Trích dẫn hay trong sách. NDE là những trải nghiệm cá nhân, tuy nhiên nó cũng cho ta những bài học sâu sắc về sự quan tâm, ân cần mà ta dành cho người khác. Khi đọc về NDE của người khác, chúng ta được nhắc nhở rằng quá trình chết tự thân nó cũng là một phần của cuộc sống nên cũng cần có một kế hoạch rõ ràng. Cảm giác hạnh phúc choáng ngợp mà một số người có được sau lần trải nghiệm cận tử dường như đã gia tăng niềm tin vào khả năng thực thi những kỳ tích. Sống sót khi cận kề cái chết hoặc sau một cơn bạo bệnh thường mang theo một phản ứng tự nhiên. Con người phải đánh giá lại cuộc sống và lối sống của mình. Ai mà chẳng mong muốn, sau lần thập tử nhất sinh hay một căn bệnh hiểm nghèo, được sống từng khoảnh khắc như thể đó là khoảnh khắc cuối đời. Nhiều người có NDE muốn xem xét lại những hệ quả hành động mà mình gây ra cho người khác và thế giới xung quanh. Nếu chúng ta sống trong sự liên kết và sâu sắc với mọi thứ, khi đó chúng ta sẽ sống trong tình trạng luôn cân nhắc về cuộc sống, sự vị tha và hợp tác, và đây chính là cách thức thật sự hữu ích cho nhân loại. Những câu chuyện có thật về trải nghiệm cận tử được tác giả thuật lại trong sách làm nên sự huyền bí, nhưng không kém hấp dẫn thôi thúc chúng ta mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về chủ đề này. Chúng ta biết được sự liên kết giữa tự nhiên và tâm linh. Khi có những kiến thức về tâm linh sẽ đưa bạn đến một khía cạnh khác của cuộc sống mà có lẽ trước đây bạn chưa từng được nghe đến.
Vì là sách thuộc về nghiên cứu nên nếu có hứng thú về NDE, mời bạn tìm và mua sách trải nghiệm cận tử để biết thật rõ về chủ đề tâm linh này nhé. Lời kết: tìm hiểu về tâm linh sẽ đưa bạn đến những câu chuyện mới lạ. Thế giới này quả thật là một ẩn số mà nếu không tìm hiểu bạn sẽ không cảm nhận được hết sự thú vị xung quanh mình. Cảm ơn các bạn đã nghe hết bài review này. Hy vọng các bạn sẽ có thời gian vui vẻ trên những trang sách của trải nghiệm cận tử.